나는 집은 원세로 자차 집인데 도와줘 할수 있나요? 또뭔데못 갔냐? 자, 电跳堂. Có thể giúp tôi không? Tôi muốn tìm nhà. Trả tiền theo tháng. Bạn giúp tôi được không? Tôi muốn tìm nhà. Trả tiền theo tháng. Bạn giúp tôi được không? 한 달에 얼마예요? 못 당, bao nhiêu tiền? 못 당, bao nhiêu tiền? 물 전기세가 어떻게 계산합니까? Tiền điện nước tính như thế nào? Tiền điện nước tính như thế nào? Tiền điện nước tính như thế nào? 한 달에 얼마예요? 1 tháng bao nhiêu tiền? 화장실에 볼기 있어요? Trong nhà vệ sinh có bình nước nóng không? Trong nhà vệ sinh có bình nước nóng không? Trong nhà vệ sinh có bình nước nóng không? Trong nhà vệ sinh có bình nước nóng không? Trong nhà vệ sinh có bình nước nóng không? 이 구역에 안전합니까? Khu vực này an toàn không? An ninh thế nào? Khu vực này an toàn không? An ninh thế nào? Khu vực này an toàn không? An ninh thế nào? Khu vực này an toàn không? An ninh thế nào? 조금만 더 빠르게 읽어주십시오. 후 vực này an toàn không? An ninh thế nào? Khu vực này an toàn không? An ninh thế nào? 계약서에 영어로 번역해 주십시오. Bản hợp đồng nhà biên dịch tiếng Anh cho tôi. Yongo tiếng Anh. 제가 밑에 파라선에 그려는 거 똑같은 의미 제가 같은 색깔 그리는 거예요. 영어, 띵, 앙. 한국어, 한국, 한국. 여러분들 주의 주십시오. 계약서에 영어로 번역해 주십시오. 아니면 한국어로도 됩니다. 반 hợp đồng nhà. Biên dịch tiếng Anh. Không thì dịch ra tiếng Hàn Quốc cho tôi. 부족해서 제가 한국어로 번역해 주십시오. 밑에 설명했습니다. 만약에 영어로 이렇게 싶으면 한국어 대신 영어로 꾸면 됩니다. 반 hợp đồng. Biên dịch tiếng Hàn Quốc cho tôi. Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc이에요. 그러니까 영어 노 대신 놓고 싶으면 한국, 한국 빼고 영어 놓고면 됩니다.
이 영상 좋아하는 분들은 좋아 및 구독해 주십시오. 꼭 다음에 영상 시청해 주십시오. 감사합니다.